Mọi người ơi, bây giờ thì trước khi mà vô bữa tiệc thì mình sẽ uống trước nha. 1, 2, 3, vô. Vô. Mẹ coi coi phần quà thứ hai là gì. Mẹ có gì? Wow. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Quỳnh Trần TV và cuộc sống ở tại Việt Nam. Hiện tại bây giờ thì Quỳnh đang có mặt ở Landmark 81. Hôm nay thì gia đình Quỳnh đi đến đây để mà làm một cái buổi tiệc nhỏ sinh nhật cho bé Đậu nha mọi người. Và hôm nay anh xã Quỳnh cũng lần đầu tiên đi đến đây luôn. Hôm nay sẽ dắt cho anh xã Quỳnh đi ăn cái nhà hàng buffet nổi tiếng ở tại đây nha. Mà mọi người cùng đi chung với Quỳnh nha và coi cảm nhận của anh xã Quỳnh về cái nhà hàng này như thế nào nha. Trời ơi, nó đu ba nó ghê mọi người. Rồi, bây giờ thì Quỳnh sẽ đeo khẩu trang và mình đi vào phía bên trong nha. Bây giờ mời mọi người cùng đi chung với Quỳnh nha. Ok, let's go. Ở trong đây rất là đẹp luôn mọi người. Ở đây là hiện tại bây giờ lại mới có mùng 7. Cho nên là những cái đồ người ta trưng ngày Tết ấy, vẫn còn nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào bên trong nha mọi người ơi. Hai ikimasa, ikơ. Anh xã Quỳnh lần đầu tiên đi đến đây luôn mọi người. Mua chút tàu ba bịt cưa đi rồi. Sugoi takai. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu là mình đi lên lầu. Ủa con ạ. Ở đây rất là đẹp luôn ba. Mi tê, khi đây nè. Sugoi nè. Coco chút tàu mi tê giống ba. Coco. Mi tê. Yong ju hachi kai. Sugoi kirei yo. そう、もっともっと上。違う。今2番になったところの上の方が高いよ。あ、今もっと行くだ。あ、まだ行くの？まだ行くだ。もう一回。まだ。行きます。もう一回。ここホテル。もっと上のレストラン。Mình đến rồi nha mọi người ơi. Mình đến nhà hàng ở đây. Đây, cái nhà hàng hôm nay mình đến là nhà hàng này nha. Thì nhà hàng này thì Quỳnh nhắc mẹ Quỳnh đến rồi. ここ、ロケに入る。はいはい。ここ食べるの？あ、ここ食べるで。ここ食べるじゃん。Hả? Rồi mẹ vô. Rồi sang ngồi xích qua đi. Ba ba của cô. Mọi người ơi, bây giờ thì trước khi mà vô bữa tiệc thì mình sẽ uống trước nha. 1, 2, 3, vô. Vô. Rồi đậu nè. Chúc mừng sinh nhật đậu nè. Đây đậu nè. Vô. Vô. Rồi. Rồi ba ba. Happy birthday nè. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật bé Đậu. Ở đây tặng cho một cái bánh kem nhỏ nha mọi người. Với lại ở đây là không có đốt đèn cầy được á, cho nên là mọi người thông cảm nha mọi người. Chỉ có thể là được như vậy thôi. Cho nên là cũng rất là vui. Cảm ơn anh rất là nhiều luôn. Đây, bây giờ mình sẽ chụp vài tấm hình thì Quỳnh lấy cho Sa là một phần mì nha mọi người. Mì Ý nè, để cho Sa với anh xã Quỳnh ăn trước nha. À, Sa ăn trước thôi nha mọi người. Sa ăn trước tại vì hai đứa nhỏ nó đói quá rồi mọi người. Nó đợi không nổi nữa. Coco Khide Baba nè. Anh xã Quỳnh thích chỗ này mọi người, bởi vì nó đẹp á. Phía ngoài nè mọi người. Phía ngoài rất là đẹp luôn. Ở bên đây thì Quỳnh cũng lấy cho Đậu một phần nha mọi người. Ở đây thì là Đậu ăn gì mà? Bánh canh. Bánh canh thôi mẹ ha. Đậu ăn bánh canh. Đậu ăn bánh canh nha. Ngon quá. Hôm nay sinh nhật Đậu rồi, Đậu vui không? Đậu vui không? Vui, phải con Đậu vui. Đậu vui. Ừ. Con vui, con rất vui. Hồi nãy thì Quỳnh lấy cho ăn, nói là không ngon, không ăn mọi người. Còn bây giờ con lên ăn quá trời quá đất con. Thì mọi người ơi, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu mình đi lấy đồ ăn nha. Đầu tiên thì mình sẽ đi đến cái chỗ mà mình lấy hải sản nha mọi người ơi. Trời ơi, rất là ngon nha. Nãy Quỳnh mới đi một vòng để mà lấy đồ ăn cho Sa, cho nên mình thấy rất là ngon. Ở đây có tôm hùm nè mọi người. Bây giờ mình sẽ kiếm cái dĩa nha. Đây là nguyên cái quầy hải sản á. Thì Quỳnh sẽ lấy ít hải sản trước nha. Mình ăn tôm trước nè. Tôm. Rồi cua. Cua ở đây thì là cua người ta cắt ra hết rồi nha mọi người. Cua. Rồi quầy hải sản nhìn hấp dẫn kìa cho mọi người, quá đã luôn. Bây giờ thì mình sẽ lấy tới bên đây nha. Ở đây thì hay còn gọi là thịt hun khói nha mọi người. Hun khói nha. Rồi, hấp dẫn cho mọi người. Quá wow. Quá trời hạt luôn mọi người. À có sushi nữa nè. Sushi trứng cá tầm đen nha. Màu đen luôn nè mọi người. Sushi trứng cá tầm đen. Hấp dẫn quá ha. Hấp dẫn ghê.
thêm ít rau. Bên đây thì ít rau này. À. Rồi cho một ít nước sốt lên nha. À sốt lên đây đi. Rồi cho lên đây. Wow, rồi. Rồi, cái quầy ở bên đây thì để sashimi nha mấy. Thì mình lấy một ít bạch tuộc với một ít cá hồi nha. Ở đây gừng. Rồi mình cho nước tương lên luôn. Rồi, ô sao hay vậy? Cầm từ từ nha, cầm chắc chắc cho để đổ nha. Mấy con rồi chị? Một con. Dạ. Một. Rồi. Ba. Wow. Rất là ngon luôn. Rồi bây giờ mình về nha. Cảm ơn chị nha. Ok. Ai chị ghi. Ok. Rồi đậu nè, dựng tặng con nè. Cảm ơn. Arigato. Về nhà mở nha. Cảm ơn Dượng. Cảm ơn Dượng. Cảm ơn Dượng. Arigato. Cái này về nhà mình mở nha mọi người. Rồi mẹ để bên đây nha. Ok. Rồi động ngồi xuống ăn nha. Hai đứa nhỏ nó đói cho nó ăn trước nha mọi người. Rồi. Rồi ăn nha mẹ. Itadakimasu. Ăn nữa không? Ăn nữa. Sao lại sao nói cô cho đi. Cô ơi cho con một dĩa nữa. Sao vậy? Sao cười? Ừ. Cô ơi cho một dĩa nữa. Nói gì? Ikuto de. Tô đây rồi. Saki nó tốt tới rồi. Mama qua rồi. À. Hai. Itadakimasu. Bây giờ xin mời mọi người ăn chung với gia đình của Quỳnh nha. Rồi ăn đi mẹ. Xin mời mọi người itadakimasu. Wow. Itadakimasu. Đầu tiên thì Quỳnh sẽ ăn tôm hùm trước nha mọi người. Tôm hùm sốt phô mai. Oishi ba ba. Ngon quá. Hai. Lấy cái nĩa nha mọi người. Giúp lên. À. Đô rồi ba. Coi xíu. Anh xã mình nó ngon mọi người. Trời ơi ngon quá mọi người. Ảnh á dắt đi lên đây ăn đó mọi người, chủ yếu là cho anh coi cái cảnh đẹp thôi chứ lên đây á người ta cũng cho ăn tôm hùm với cua. Mà ông bị dị ứng hải sản đâu có ăn đâu mọi người. Với lại cũng muốn dắt ảnh lên đây cho ảnh biết. Chứ thật sự mà dắt ổng lên đây ăn là lỗ mọi người. Lỗ sạch cạnh luôn, mấy cái này ổng đâu có ăn đâu, ổng ăn mấy món bình thường như cơm chia. rồi thịt heo. Ngon ghê luôn á trời. Sốt này nè. Cô đây sốt nè, sugoi oishi. Hôm nay là sinh nhật của đậu, là đậu 4 tuổi nha mọi người. Đậu mấy tuổi? 4 tuổi. Đậu 4 tuổi nha mọi người. Đậu 4 tuổi. Sinh nhật của đậu á thì là ngày là qua tuần sau, nhưng mà anh xã Quỳnh ở đây có mấy ngày thôi nên làm sinh nhật trước nha mọi người. Trời ơi nó cứng dữ vậy. Vô luôn nha. Ôi gì ngon quá trời mọi người. Rồi nè. Hôm nay thứ bảy á, mọi người thấy cũng hơi đông nha mọi người. Ở đây là bắt đầu là ăn là lúc 6 giờ. Coco rokuji kara dekiru. Mama shiranai. Dakara shikiji da. Kangaru rokuji. Ngon ghê mà. Hôm nay sinh nhật của đậu đã ăn nhiều lắm nha. Mẹ ngon mà. Mẹ lấy tôm hùm nè, tôm hùm phô mai mẹ ăn. Rồi mình sẽ thử cái dĩa này nha. Bà ba cổ đen nè. Caviar no. Sugoi zo. Caviar no. Sushi. Trứng cá tầm.
Sushi có nhất tầm nha mọi người. Anh xã Quỳnh anh lo thằng Sa chạy ra ngoài đó nó lấy cái dĩa mì vậy mọi người. Ổng lo đó mà ổng chạy ra ngoài ổng coi á. Nó lấy dĩa mì vậy mọi người. Ổng sợ nó làm cái dĩa mì nó vỡ, ổng chạy ra ngoài đó rồi. Ổng lo cho nó đó mẹ. Ổng sợ làm vỡ dĩa mì. Đó. Ba ba xin bay ra cả đó. Ôi ôi nó đem dĩa luôn cả trời ơi. Ôi con cây bay á. Rồi bây giờ mình sẽ ăn tới cái dĩa bên đây nha. Hay còn gọi là cá hồi nha mọi người. Đây cá hồi. Ngon nhất nắp luôn. Sakana atarashi. Oishi. Oishi. Oishi thích hả? Sa nó ăn nãy giờ ma dĩa nha mọi người. Sa nan mai? San mai? San mai nát tận nè. Sugoi. Nó vô đây nó ăn mì Ý mà nó ăn 3 dĩa đó mọi người. Sugoi ngon. Mì Ý sốt phô mai. Ngon quá. Thế chi ngày nào nó cũng ăn được vậy Quỳnh mừng. Mẹ của Quỳnh nói á, hy vọng năm nào là cũng ba ba về thôi mà ha. Ông Bập ông đồng ý nha mọi người. Ông nói mỗi năm sẽ cố gắng đi về Việt Nam với Quỳnh. Quỳnh bài vẽ ra làm tùm lum tùm la bệnh sau này còn bận nữa. Nó no rồi, nó ăn gì thứ ba nó no rồi. Đúng không nè. Dĩa thứ ba là no rồi. No rồi ha. Ăn nữa. Trời ơi có mặt sáng à. Ở đây sẽ đến lần nào chưa? Sẽ đến rồi. Đúng không? Mày dắt sẽ đi rồi đúng không? Gật đầu. Đi đến đây lúc mà 8 tháng 3 là ngày phụ nữ Việt Nam năm ngoái mà. Bây giờ mình sẽ đi lấy bò nha mọi người. Wow, ngon ghê mọi người. Dạ rồi, cảm ơn anh. Trời ơi, thơm dữ như vậy. Thơm quá trời thơm luôn mọi người. Này là sốt nấm, này là sốt tiêu, này là sốt phô mai. Sốt nấm, sốt tiêu, sốt phô mai. Dạ, đây thì có hai loại sa tế. Dạ. Sa tế. Em lấy sốt tiêu đi ha. Sốt tiêu. Cái này lấy gì anh? Rau củ mình. À rau củ nướng sẵn ha. Rồi cho em ít rau củ luôn. Rồi hấp dẫn quá. Dạ em cảm ơn anh. Ở đây nha mọi người. Ở đây là cái quầy tráng miệng nha. Trời rất là đẹp luôn mọi người. Rất là đẹp luôn. Cu te hột me luôn mọi người. Đúng là ở trên tòa nhà cao ăn nó có khác nha mọi người. Dạ cho em tô phở đi chị. Dạ. Ủa phở mà ở bên đây mình ăn tôm lại ăn cái gì? Đây là bánh canh đó chị. À bánh canh tôm đó ha. Dạ. Cơm Sài Gòn đó. Dạ. Thôi vậy cho em bánh canh đi. Dạ, bánh dạ. Canh. Ăn bánh canh đi. À là mình làm bánh canh cua, bánh canh hải sản rồi đúng không anh? Dạ đúng rồi, mình ăn kiểu Sài Gòn. Là mình ăn kiểu Sài Gòn ha. Dạ. Rồi, chúc chị ngon miệng. Dạ, rồi được một tô bánh canh. Bánh canh hải sản nha mọi người, bánh canh hải sản nha. Ở bên đây nha mọi người ơi, ở bên đây là nguyên một con cá hồi nha. Mình sẽ cho ít cá hồi nha, rồi. Và bên đây thì là sốt nè. Trời ơi sốt nè mọi người. Hấp dẫn chưa? Rồi đây. Xíu anh thôi. Rồi hấp dẫn nha. Và phía bên đây thì nãy giờ là mình ăn là chưa có no đó mọi người. Cho nên là bây giờ là mình sẽ lấy thêm là một ít là mì Ý lên nha. Chút xíu mì Ý lên. Rồi, bây giờ thì gia đình Quỳnh đã lấy phần ăn tập 2 nha mọi người. Mình sẽ ăn thử tô bánh canh hải sản chọc trời nha. Nó ngon mọi người. Cái vị vừa nha. Có luôn cả cái con bò ngư nữa nè mọi người. Đây, có luôn cả con bò ngư luôn nè nha. Ghê mọi người. Đúng là trên chọc trời nó có khác nha. Cái bánh canh ở đây nó không có giống như bánh canh của mình nha mọi người. Cái cổng nó dẹp dẹp nha. Nó giống như là cũng phở nữa. Tô bánh canh xong rồi mọi người. Bây giờ mình ăn tới này nha. Bây giờ thì Quỳnh mới ăn thử cái cọng cọng mì màu phô mai vậy mà. Sao nó than nứt nở luôn nè. Trời ơi nó ngon mọi người. Cô đây oxy nè bà nè. Anh xã mình nói ăn này là mập dữ lắm luôn á. Cái cọng này mà phô mai đúc đò mà mì á
ăn là mập dữ lắm, ngọt ngon ghê. Đợt trước mình đi á, giống như mỗi lần mình đi á, nó có một cái món khác nhưng mà món mới nha. Đợt trước mình không có món này. Đợt trước thì mình lên thì có là gan ngỗng nha. Hôm nay không có gan ngỗng mà hôm nay thì lại có là sushi trứng cá tầm. Nói chung mỗi ngày người ta sẽ để một cái món ngon đặc biệt để cho mình ăn nha, để mình thử mà. Ngon ghê. Thịt bò nó mềm, ơi là mềm luôn. Lấy kèm hai ba ly mà ăn không hết. Giờ ba nó phải ăn phụ mà. Vậy á. Đậu bên đây cũng đang ăn kèm luôn. Ăn ốc bu nha. Ốc bu. Ốc bu nè. Ốc bu. Ốc bu. Ờ. Ốc có ngọt. Con này thì là tôm hùm đất nha mà. Quỳnh sẽ lấy một ít chè ăn nha mọi người. Và bây giờ thì Quỳnh sẽ múc đây là chút xíu là chè hạt sen với lại nhãn rồi. Rồi mình lấy thêm một miếng nước nha mọi người. Chút xíu thôi. Ở ngoài kia thì còn có rất là nhiều bánh luôn, nhưng mà mình ăn như đây được rồi. Ở bên đây thì mình có một cái quầy kem đó nha mọi người. Kem nãy giờ xa với đậu ăn ngoài đây là 2-3 chén rồi đó. Rồi Quỳnh sẽ la xếp bằng chén chè nhãn nhục nha mọi người. Ăn la xếp là nặng ngon mà. Nói chung là người ta bán buffet người ta tính hết rồi mọi người. Mình vô đây ăn như thế nào ăn, chứ mình không bao giờ mà ăn đủ số tiền của mình chứ. Người ta bán cái gì ta phải lời. Itadakimasu. Đậu sàn saki nè. Đây. Bây giờ mình sẽ sắn một miếng cho đậu nha mọi người. Đây, sắn một miếng cho đậu nè, đậu ơi. Tan vô miệng đi ta. Trời ơi, cái miệng dính tùm lum á mọi người. Dân sai 4 tuổi rồi. Chúc mừng sinh nhật nào. Rồi ba tạm biệt. À sao mẹ ăn thử đi mà. Ăn thử bánh kem sinh nhật của Sa. Ở sinh nhật của đậu. Rồi xin. Đây, rồi thôi ok. Ổng kêu Quỳnh cà tay này kia nơi. Anh kêu là lấy bánh kem xong phải lấy luôn cái chữ Happy Birthday cho đậu luôn. Cạo đi nha mọi người, cạo. Rồi. Cho cái này lên cho đậu nè. Bánh kem có chữ Happy Birthday nè cho đậu nè. Rồi. Rồi, Happy Birthday đậu nè rồi ha. Ngon quá trời ơi. Hay, được rồi, cắt tay. Cắt tay nè. Con gì đó. Quá. Quá con nè. Là gì? Nó chê. Bây giờ ăn thử bánh kem nào. Mẹ ăn thử rồi mẹ cắm ha. Sáng không? Ôi xin nè. Đây con cạo cho mẹ. Rồi. Ôi xin ôi xin. Cô đây nồi yogurt nè. Cái vị là yogurt nha mọi người. Cái vị yogurt rất là ngon. Cái bánh kem này hồi nãy thì mình đi tới quầy mình có thấy nha. Mình đi tới quầy mình có thấy. Cam. Camerama à ghê rừng. Thì mọi người ơi, hôm nay bữa ăn của Quỳnh là 10.291.000 à, được giảm 10% nha mọi người. Tại vì là Quỳnh là khách hàng thân thiết ở đây nha. Thì cái món quà này nè là hồi nãy là anh xã Quỳnh nói là đem về nhà khui nha mọi người. Trong cái món quà này thì là có hai phần quà. Một phần quà là dành cho bé Đậu ngày sinh nhật và một phần quà dành cho mẹ. Thì anh xã cũng nói vậy, mẹ mở ra thử coi trong đó có cái gì nha. Rồi, quà sinh nhật của Đậu kìa. Chúc mừng sinh nhật Đậu. Đây, một cái con gấu rất là dễ thương mọi người. Mình có thể treo lên trên cái kiến được nha, này nó hít nè. Nè, Đậu. Cảm ơn dì hai. Cảm ơn dì hai. Ừ. Rồi, mẹ coi phần quà thứ hai là cái gì? Mẹ có gì? Wow. Trời ơi. Tiền
Mày lấy ra hết luôn đi, lấy ra hết luôn đi. Lấy ra hết luôn đi, trong đây có bao nhiêu cái. Trời ơi. Trời gì nhiều dữ ta. Tại vì lâu lâu anh xã Quỳnh mới về cho nên là hỗ trợ mẹ chứ. Trời ơi, nhiều dữ ta. Nhiều dữ ta, còn nữa không? Ồ, nhiều vậy. Hết chưa hay còn? Còn. Còn luôn hả? Trời ơi. Trời ơi. Nhiều. Hết luôn mọi người. Nhiều vậy. Trời ơi, nhiều ta. Đâu mà đếm thử coi được nhiêu. Trời, mẹ đếm tiền. Mẹ đếm tiền. Một sắp khoảng nhiêu tờ mà? Là được nhiêu mà? 100 tờ sắp luôn hả? Trời, tính là được nhiêu sắp? Trời ơi, muốn tặng cho mẹ Quỳnh 10 sắp luôn mọi người. Là tổng cộng là tới là 500 triệu luôn á. Trời ơi, ủng hộ chờ mẹ quá trời luôn mẹ ơi. Ủng hộ chờ mẹ quá trời. Cảm ơn chồng con. Càng gì, ổng mới kêu là hả, không có được đếm ở chỗ đó mọi người. Không được coi ở ngay chỗ nhà hàng là vậy á. Ủng hộ trợ mẹ để hả cho mẹ có cuộc sống tốt hơn tại Việt Nam. Tại vì mẹ Quỳnh á, thì Quỳnh cũng hay nói với mẹ Quỳnh là hả, Quỳnh mở công ty vậy á, thì mẹ Quỳnh lớn tuổi rồi. Thì bây giờ mẹ Quỳnh ở nhà thôi để mà Quỳnh phụng dưỡng mẹ Quỳnh. Nhưng mà mẹ Quỳnh thì cứ thích làm nha mọi người. Thôi bây giờ mẹ có tiền thì mẹ đi du lịch đi. Ảnh đã hỗ trợ mẹ tiền rồi, mình đi du lịch rồi mẹ xài vặt hay mẹ thích cái gì mẹ cứ mua. Lâu lâu ảnh về Việt Nam cho nên ảnh hỗ trợ mẹ. Xin chúc mừng mẹ. Chúc mừng bé Đậu sinh nhật 4 tuổi nha. Rồi hôm nay bà ngoại ấm rồi, bà ngoại sẽ lì xì cho bé Đậu sắp thôi bà ngoại ơi. Rồi bà ngoại lì xì cho bé Đậu sắp. Trời ơi. Cảm ơn dì Hai. Ừ. Cảm ơn dì Hai nói này nè. Cảm ơn dì Hai. Cảm ơn dì Hai. Hôn dì Hai một cái. Ok. Mọi người ơi, thì cái video của Quỳnh đến đây cũng là kết thúc rồi. Quỳnh cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết cái video của Quỳnh. Nếu mọi người yêu thích cái kênh của Quỳnh, mọi người hãy bấm đăng ký, like, share kênh YouTube của Quỳnh, cũng như ủng hộ cái trang fanpage và cái kênh TikTok của Quỳnh nữa nha. Quỳnh cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video vào ngày mai. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.